Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Liên Minh, huyện Võ Nhai trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Tân Thành, huyện Phú Bình tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Hợp Tiến phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Liên Minh, huyện Võ Nhai phía xa màn ảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Điểm cho Liên Minh 5-0. Anh. Điểm cho Liên Minh và điểm cho Hợp Tiến 8-10. Đúng bình tĩnh. Tập trung vào. Tốt rồi. Đấy. Điểm cho Hợp Tiến 9-10. Người cao rồi bịt nó vào. Đánh thấp thế là bịt nó vào chứ. Liên Minh đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hợp Tiến 10 đều. Đánh thẳng thế thì bịt nó vào là được. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng. Điểm cho Liên Minh 11-10. Lật điểm đã, lật điểm bên kia đã lật điểm đâu? Đã lật điểm đâu trọng tài? 11-10 chưa? Quên rồi. Tao chính thổi coi rồi nhưng trọng tài ban không lật điểm. Điểm cho Liên Minh 11 đều. Không trôi được chứ. Quá ra ngoài. Bên mình là bị xôi gió đấy. Đang gió to đấy. Bên kia họ lợi gió nhá. Cứ thế. Điểm cho Hợp Tiến 12 đều. Chắn bóng hỏng của Hợp Tiến. Điểm cho Liên Minh 13-12. Trình độ thì không có nhưng trời độ là sẽ được. Yên tâm đi. Cố lên. Điểm cho Hợp Tiến 13 đều. Điểm cho Hợp Tiến 14-13. Đã còi đâu?
Hay. Em ơi đứng chết rồi. Người ta đứng đập chóc chết trắng 10 quả được cái 7 còn không trắng. Hay. Anh có nhìn thấy không ấy? Oh. Điểm cho Liên Minh 14-15. Cố lên Bình Tĩnh nhé. Ra ngoài. Ra ngoài. Điểm cho Hợp Tiến 16-14. Gió này đánh tay hại. Đấy đây. Điểm cho Hợp Tiến 17-14. Điểm cho Liên Minh 15-17. Góc bên này. Điểm cho Hợp Tiến 18-15. Điểm cho Liên Minh 16-18. Điểm cho Liên Minh 17-18. Chuyền hai bỏ. Điểm cho Liên Minh 18 đều. Bình tĩnh ai? Bình tĩnh đi, ai vào hô đi anh ơi. Không phải là hô đi, phải không vào đấy. Điểm cho Hợp Tiến 19-18. Hợp Tiến thắng Liên Minh 21-18. Xét 2 giữa đội Liên Minh và Hợp Tiến. Liên Minh trước màn ảnh các bạn, Hợp Tiến xa màn ảnh các bạn. Xét đấu bắt đầu. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng, điểm đầu tiên dành cho đội Liên Minh 1-0. Rồi. Hợp Tiến đánh bóng ra ngoài, điểm cho Liên Minh 2-0. Liên Minh đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hợp Tiến 1-2.
Tiến bỏ bóng thành công. Điểm cho Hợp Tiến. Hai đều. Khiêng thắng cho chúng ta, chỉ khiêng chung cho Khang ạ. Điểm cho Hợp Tiến 3-2. Được thì được. Em đây. Không. Điểm cho Liên Minh 3 đều. Mấy thằng học sinh nó có đây ở trường nên không học đâu. Liên Minh đỡ bóng hỏng. Điểm cho Hợp Tiến 4-3. Đánh bóng hỏng. Điểm cho đội Liên Minh 4 đều. Điểm cho đội Liên Minh 5-4. Liên Minh đập bóng thành công. Điểm cho Liên Minh 6-4. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng. Điểm cho Liên Minh 7-4. Để tiếp tục điểm cho Liên Minh 8-4. Điểm tiếp tục cho Liên Minh 9-4. Điểm cho Hợp Tiến 5-9.
điểm cho Hợp Tiến. 6-9. Điểm cho Hợp Tiến. 7-9. Điểm cho Hợp Tiến. 8-9. Điểm cho Hợp Tiến 9-0. À, lỗi của đội Hợp Tiến. Điểm cho Liên Minh 10-8. Điểm cho Liên Minh 11-8. Liên Minh đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hợp Tiến 9-11. Tiến phát bóng ra ngoài sân. Điểm cho Liên Minh 12-9. Liên Minh đỡ bóng hỏng. Điểm cho Hợp Tiến 10-12. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng. Điểm cho Liên Minh 13-10. Điểm cho Liên Minh 14-10. Phát đi. Điểm cho Hợp Tiến 11-14. Hợp Tiến chắn bóng tốt. Điểm cho Hợp Tiến 12-14. Điểm cho Hợp Tiến 13-14. Điểm cho Liên Minh 15-13. Thank you.
chuyển ngược lại à? Ôi, cả trọng tài người ta bắt. Một sáu cao, một sáu thấp. Hai cháu đổi sang năm giờ. Lại. Điểm cho Liên Minh 18-13. Mới 5 phút cũng điểm cho Liên Minh 19-13. Tiến đặt bóng không qua lưới. Điểm cho Liên Minh 20-13. Xong rồi. Điểm cho Hợp Tiến 14-20. Điểm cho Hợp Tiến 15-20. Điểm cho Liên Minh 21-15. Xét 2, Liên Minh thắng Hợp Tiến 21-15. Xét 3, giữa hai đội Liên Minh và Hợp Tiến. Hợp Tiến ở trước màn ảnh, Liên Minh xa màn ảnh. Điểm số đầu tiên cho Hợp Tiến 1-0. Lỗi phát bóng của đội Hợp Tiến. Điểm cho Liên Minh 1-1. Liên Minh phát bóng ra ngoài sân. Điểm cho Hợp Tiến 2-1. Liên Minh đánh bóng hỏng. Điểm cho Hợp Tiến 3-1. Liên Minh đặt bóng hỏng. Điểm cho Hợp Tiến 4-1.
Minh đập bóng ra ngoài sân, điểm cho Hợp Tiến 5-1. Liên Minh chắn bóng hỏng. À, Hợp Tiến chắn bóng hỏng, điểm cho Liên Minh 2-5. Hợp Tiến chắn bóng tốt, điểm cho Hợp Tiến 6-3. Lỗi dãnh mạch của Hợp Tiến, điểm cho Liên Minh 4-6. Liên Minh phát bóng không qua lưới, điểm cho Hợp Tiến 7-4. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng, điểm cho đội Liên Minh 5-7. Hợp Tiến đưa bóng hỏng, điểm cho Liên Minh 6-7. Điểm cho Hợp Tiến 8-6. Hai đội đổi sân. Xếp 3 đánh 15 quả, 8 quả hai đội đổi sân. Điểm cho Hợp Tiến 9-6. Điểm cho Hợp Tiến 10-6. Hợp Tiến
Tiến đánh bóng không qua lưới, điểm cho Liên Minh 7-10. Hợp Tiến đánh bóng không qua lưới, điểm cho Liên Minh 8-10. Liên Minh đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Hợp Tiến 11-8. Hợp Tiến đỡ bóng hỏng, điểm cho Liên Minh 9-11. Hợp Tiến đánh bóng ra ngoài, điểm cho Liên Minh 10-11. Lần nào Liên Minh đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Hợp Tiến 12-10. Liên Minh bỏ bóng tốt, điểm cho Liên Minh 11-12. Lỗi kỹ thuật của Hợp Tiến, điểm cho Liên Minh 12-12. Điểm cho Hợp Tiến 13-12. Hợp Tiến đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Liên Minh 13-13. Hợp Tiến đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho Liên Minh 14-13. Hợp Tiến đánh bóng không qua lưới, điểm cho Liên Minh 15-13, kết thúc set 3. Liên Minh thắng Hợp Tiến 15-13.